trên từng hiện ra không ít những tô bít mọi người qua thùng quà quê được bố mẹ tiếp tế. Khỏi phải nói, mỗi lần như thế là cả những người con thành thị hay nông thôn, thủ đô hay tỉnh lẻ vẫn đều cảm thấy rất trân trọng vào suýt xoa, khen ngợi. Bởi lẽ, số thực phẩm cây nhà lá vườn quý không chỉ ngon, tinh khiết, mà còn bộc lộ tình cảm của bố mẹ, người thân trao gửi cho con cái đang học tập, làm việc nơi phương xa. Thế mà, lại có những người đi ngược số đông, cảm thấy những thứ quà quê như thế là rẻ tiền, quê mùa. Đó chính là cô gái trong câu chuyện mới được một anh chàng chia sẻ trên và ngay lập tức lôi cuốn sự xem xét của đông đảo mọi người. Ảnh chụp màn hình. Anh chàng này cho biết mẹ mình rất quý cô bạn gái dù mới đưa về chơi có mấy lần. Do đó, mỗi khi anh về quê lại y như rằng mẹ sẽ xếp túi lớn túi nhỏ xíu thực phẩm tinh khiết để gửi cho cô con dâu tương lai. Nào là rau cỏ, gà quế, cam, bưởi, sườn lợn, trứng gà. Mùa nào thức ấy, trồng trọt, chăn nuôi được gì bà lại gom góp cho đại trượng phu và người yêu đại trượng phu. Chính chàng trai còn cảm thấy mẹ dồ cặp con dâu tương lai hơn cả mình nên hài hước trêu, có gì ngon thì mẹ cho con dâu mẹ hết rồi. Những tưởng cô gái ấy sẽ biết trân trọng một người mẹ chồng tương lai giàu tình cảm, một anh người yêu tâm lý, nào ngờ cô lại có thái độ coi tầm thường chỉ vì những món quà quê ấy. Chàng trai kể, bọn anh yêu nhau một thời gian rồi, anh định cuối năm cưới. Hôm trước sinh nhật nó, đúng lúc anh về nhà. Thế nên anh dặn mẹ khiến cho hai con gà thiến ngon nhất thật cẩn thận, ra vườn lấy ít rau cỏ và đi mua ít thịt bò nhà ông hàng buôn bán bên cạnh tự mổ, mang lên để làm lẩu. Vì anh thấy ăn lẩu ngoài không đảm bảo với độ không ngon. Mang lên đến nhà em nó thì có mấy đứa bạn có cả đại trượng phu. Anh vẫn dội dằn sẵn sàng mang đồ ra nấu nướng thì mặt nó cao có, lúc nào anh về cũng mang mấy cái này lên làm gì. Trên khu chợ thiếu gì đồ. Sinh nhật em không ăn ngoài cho nhanh còn bày đặt nấu nướng. Mà em nói luôn là từ nay bảo mẹ anh đừng gửi mấy cái này lên nữa nhé, mất công làm. Sinh nhật em sao anh không tổ chức ra ngoài, hay anh tiếc tiền à? Tuy nhiên, chàng trai cũng không nhẫn nhịn trước sự coi tầm thường của bạn gái dành cho mình. Anh có một hành động cực xong xuôi tình khiến ai nấy rào rào vỗ tay ủng hộ, anh lúc đấy bực mình vì mẹ anh vất vả làm đồ gửi nó, thành ý thế mà nó lại có thái độ coi tầm thường. Anh rút ra một tập tờ 200k ném vào mặt nó, bảo, tiền tôi không thiếu nhưng tôi muốn tổ chức cho cô ở nhà cho ấm cúng. Cô khinh quà mẹ tôi thì nói ngay từ đầu đi để mẹ tôi đỡ vất vả làm đồ. Xong anh bê nguyên hai thùng xốp đồ mang về nhà hôm sau gọi mấy thằng công ty đến uống bia. Ai cũng khen là đầu ngon thế, còn người yêu thì bố anh, nghe nói giết ta tớt chửi anh ghê lắm. Anh mặc kệ. Thùng quà quê với gà, thịt bò, rau củ. Là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Sau khi đọc xong xuôi câu chuyện này dân mạng không khỏi sửng sốt bởi thái độ cành cao của cô gái. Thậm chí, không ít người dùng mạng còn suýt xoa trước những thức quà quê xanh tinh khiết của mẹ chủ thớt và đăng ký làm con dâu. Gặp phải tôi là tôi hỏi cưới ông luôn chứ chả chờ ông ngỏ lời nữa nhé. Sĩ làm gì, nhà tôi toàn ăn đồ từ quê gửi lên đây. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Thèm đồ tinh khiết ở quê còn không có mà ăn. Cầm vài trăm ra chợ mua chẳng được như mà còn không tinh khiết nữa. Trời, sao lại có những người chê quà quê được nhỉ? Nhìn xịn thế này mà chê. Yêu phải chị sĩ diện à? Ăn nhiều đầu ngoài tiệm đi rồi mới cảm nhận cơm nhà, đồ quê nó ngon thế nào. Bỏ đi là đúng rồi thớt. Ủng hộ. Rất xong xuôi quá, ông ăn nên như thế lâu rồi mẹ đỡ khổ, ha ha. Chắc bạn này ở quê mới lên nên mắc bệnh sĩ chứ người đô thị như mình quý đồ quê lắm. Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, bài đăng này vẫn đang lôi cuốn sự xem xét của đông đảo thành viên trong nhóm kín nọ.